Bà ông ơi, phụ tôi giùm cái. Trời đất ơi là trời. Còn đứng đó làm gì nữa? Trời đất. Phụ cái gì mà phụ? Tôi ghét bà nhất trên đời luôn mà biết không? Tại sao? Tại sao bà lại đem vàng PC của tôi, bà đem bà giục là sao hả? Nghĩ sao tôi đem bà giục, tôi nó khùng đồng trăm triệu chứ đâu giục. Trời ơi, bà PC của tôi, ông của ông là ông hư rồi, để tôi đem đi sửa rồi. Trời ơi trời. Ôi trời, cậu hậu, bà thấy tôi chơi game nhiều quá nên bà dẹp vàng PC tôi đúng không? Thôi, tôi không thèm chơi chung bà, tôi ghét bà nhất trên đời luôn, tôi ghét bà luôn, tôi nghỉ chơi bà luôn, bà xì luôn. Cái gì vậy? Bây giờ ông ghét tôi được kìa ông. Bây giờ ông dọn dẹp tôi cái. Trời, ba ngày nay tôi dọn dẹp không à. Trời, bây giờ nhà cửa bẩn nhiều lắm. Giờ đi vàng PC của bà luôn. Đây, vàng PC của bà luôn. Khỏi cho bà chơi game luôn. Vậy? Phong luôn rồi. Thôi ông cái gì mà Phong. Bà có biết rồi, vàng PC đối tôi quan trọng cỡ nào không? Không có vàng PC làm sao tôi quay video cho bạn fan xem được. Trời ơi, tức quá, không chịu đâu. Ông thì tôi không tức à. Trời đất ơi, tôi dọn dẹp ông còn chửi tôi luôn à. Ok, boss thì boss thì tôi boss ông luôn. Ê, không thì ông nữa. Cút xéo. Mệt mỏi mọi người ơi. Sáng sớm tôi làm việc mà tôi cũng bị chửi không, mọi người tức không? Các bạn là tức giùm tôi đừng quên có một video sao biết nha. Trời đất ơi, chào mọi người đây nè. Ok, đã chào người trở lại với kênh channel của Sam lại Sam nè. Tết tê và trước khi xem video các bạn quên cho Sam một like, một share, các bạn đừng quên subscribe Sam và tất cả thành viên trong channel nha. Và các bạn quá đừng quên giúp Sam lên 1 triệu sub nha mọi người ơi. Đó, ok, cảm ơn người rất nhiều luôn. Thank you và còn nếu các bạn thương Sam hơn nữa đừng quên khi xem video của Sam có hình quảng cáo thì bạn khi cần xem video quảng cáo giúp Sam từ 5 đến 10 giây thôi giúp Sam có một số tiền nho nhỏ mọi người ơi. Ok, thank you. Trời đất ơi, bây giờ qua nhà em gái ruột tôi qua tôi tâm sự rồi, qua nhà xin quay. Trời ơi, bực cái mình. Sáng sớm gặp chuyện gì đâu không, tự nhiên sáng sớm cãi nhau với ông Phong là thấy mệt rồi đó. Sim ơi, Sim ơi, Sim ơi. Hello. Trời ơi, Sim ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, sáng sớm thịt gì cháy vậy? Trời đất ơi, tôi đang nướng thịt, tôi nghe cái gì bé cháy 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 cháy. Từ đầu kia xong mình ngồi mình nghe, mình không hiểu gì hết trơn, sao bây giờ thịt cháy luôn. Sao, cãi nhau sao? Không? Ủa sao biết vậy? Trời đất ơi, nghĩ đi. Người ta đang nướng thịt rất là ngon này, tự nhiên ép chết chết ra xong mình kiểu cái gì ta, xong mình chạy tới mình hỏng mà không hỏng được gì hết trơn, xong bây giờ chạy về thịt cháy. Ờ đúng rồi, bà vô gì mà nhiều chuyện chứ, sợ nhà người ta cãi nhau mà qua hỏng chuyện khổ ghê à. Đâu tôi tâm sự nè. Trời đất ơi, không hiểu sao sáng sớm không Phong cãi lộn quá chị, mà ông Phong là người sai luôn á Sim. Lúc nào cũng vậy, nhát đã nhát rồi còn ham chơi game. Tự nhiên sáng sớm cái dàn PC ông Phong chị đem đi sửa, xong Phong tự là chị đập dàn PC, xong Phong ngồi đập phá dàn PC vậy luôn. Trời đất ơi. Trời ơi, con trai lúc nào chả vậy, thông cảm đi. Nói chung là cũng cái cuộc tiếp tục cũng chịu thôi. Rồi trời ơi, luôn. Tôi nhìn ông Phong mà tôi tức luôn á. Bây giờ chị và ông Phong bo xì nhau rồi, bo xì không thèm nhìn mặt nhau luôn. Trời đất ơi. Bây giờ bo xì đâu giúp việc đâu, bà chị có biện pháp gì chứ. Trời đất ơi. Biện pháp gì bây giờ, ông nghe lì nhớ quỷ á. Ước gì ông Phong biến thành em bé cho khỏe rồi. Hợp lý rồi. Nghĩ sao vậy? Là chị có dụ mọi người lỡ với thành con nít được. Trời ơi. Thì chị nghĩ vậy thôi. Em nghĩ sao bây giờ, em đơn giản nghĩ đi. Biến thành em bé nha. Không nói chuyện nè, không biết nói nè, mà còn ngoan nữa. Đó, em bé nó trong trắng trong trẻo yêu, rất là ngoan luôn. Đó, ước gì cũng phải thành em bé cho xong. Tập cái đỡ nói chuyện nhiều rồi. Mệt quá. Thế cũng hay. Nhưng mà thôi, chứ mà chị đã mở ước thôi. Tặng cho bà miếng thịt cháy này ăn không nè. Thôi khổ quá. Thôi cho tôi cái ly trà sữa đó cho đỡ buồn ấy. Mệt rồi, làm cái ly trà sữa quá nha. Ok rồi. Mệt quá. Bye bye nha. Bye bye anh. Cảm ơn nha. Trời ơi, uống ly trà sữa xong tự nhiên cảm giác đỡ buồn ấy mọi người ơi. Trời ơi, có nghe em tâm sự đúng là bạn gọi là đáng đồng tiền bắt gà mọi người. Thôi bye bye nha. Có gì buồn tôi qua tâm sự tiếp nha. Bye. Hey, bây giờ về nhà tôi cũng thấy mệt rồi mọi người ơi. Gặp mặt ông Phong mà tôi thấy khó chịu, gan nó ngứa vậy sợ luôn á. Thôi bây giờ phải về thôi, bây giờ chứ sao giờ, bây giờ còn cái nhà nào đâu. Mệt quá à. Trời, không biết ông Phong chen kia còn khùng điên vậy không trời. Phong ơi, xuống đây tôi bảo nè. Rồi xong, hay á, không thèm xuống luôn. Rồi bây giờ phải tôi lên tôi kéo đầu này xuống. Phong ơi, đâu rồi? Ngoài đây. Phong ơi. Ủa sao bé xíu vậy? Oh my god! Ngoài đây! Ôi, từ. Ủa, đây là Phong cực mà. Ủa là sao mọi người? Chẳng lẽ Phong cực thật baby hả? Ủa lúc đó mình chỉ nói giỡn thôi mà sao tự nhiên Phong cực biến thành baby vậy ta? Oh my god! Dễ thương quá. Ôi, có khi nào mà bụt trên trời bụt đến nghe được gọi là tiếng lòng gọi là khóc thầm của mình là nói Phong còn biến thành baby, Phong còn biến thành baby không ta? Ôi, xin nhờ. Oh, hello. Ồ, ngại đó kìa, trời đất ơi. Em
Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ủa sao nó chạy ra, trời, khổ ghê, từ. Phong ơi, bây giờ mình mới kêu Phong cận thành baby, mình kêu bằng em đi nhở. Em à, em hay bé vậy, bé ơi. Bé yêu, bé ơi. Ủa gì vậy? Ủa sao giận vậy, trời ơi, trời. Hello em, hello. Hello. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Dạ không ai làm hại em đâu. Hello em, hello. Chị tên Sammy Đào nè. Hello. Đói không? À, trời ơi, dễ thương quá mọi người ơi. Ủa mà sao kỳ vậy ta, thường thường Phong lớn lên. Ông Phong lúc mà trưởng thành giống mình, ông Phong nhìn mặt như con khỉ. Sao bây giờ nhỏ sao nhìn dễ thương vậy ta? À, dễ thương vậy nè. Ừ, đúng là baby cậu khác. Đúng là ông Phong cận lúc bé thì dễ thương hơn lớn nhiều. Lớn thấy xấu à. À, hello em. Giờ em đói không? Đói không nè? Đói không? À, trời ơi, dễ thương. Bây giờ về nhà chị cho ăn bánh nha. Ô trời ơi, ok, về. Ôi dễ thương quá. Vậy có phải mình có thể chạy nhịp Phong cần thành baby một cày mọi người ơi. Đó, trời đất ơi, được có được có trời luôn. Ôi kém vào nhà đi, vào nhà lấy bánh nè. Ô dễ thương quá à. Ôi mới còn bánh không ta? Để xem nào. Ờ, như là hết bánh rồi. Đồng này có không ta? Từ bên này coi không. Còn hai cái bánh. Trời ơi may quá mọi người ơi. Trời may có hai cái bánh kem nè. Trời ơi em ơi, có bánh kem nè em ơi. Đây bánh kem, nè. Đó, một cái nè, hai cái này. Đó em ăn gì ăn. Đó ăn đi. Trời ơi dễ thương quá luôn á. Ăn đi. Ừ. Ừ, có cái bánh này nè. Ăn đi. Ủa sao vậy? Ủa muốn gì ăn hả? Trời đất ơi dễ thương quá à. Thế chứ em này còn nhường cho mình ăn luôn mọi người ơi. Trời người dâu đẳng nhiều sợ luôn à. Không nhường Phòng. Ăn là ăn hết luôn không chừa tôi. Đúng là baby Phong cực của khác ơi. Cảm ơn em nha. Nhầm. Ôi dễ thương quá à. Trời ơi đáng yêu quá à. Nhưng mà nhà mình bẩn này. Trời mình dọn mình một mình chắc chết luôn á. Bây giờ mình hỏi thử em coi. Em muốn dọn phòng cùng chị không? Ôi trời đất ơi mọi người ơi. Chắc tôi yêu em này quá trời luôn. Mà nhỏ mà ngoan dễ sợ luôn. Ôi tự động dọn luôn. Trời ơi bé mà có ý thức dễ sợ luôn. Ôi đáng yêu quá à. Trời đất ơi. Trời ơi giỏi hơn cả Phong cần luôn á. Đấy là tự dọn dẹp luôn. Ôi dễ thương quá chừng luôn. À, trời ơi mọi người, mình cảm giác hạnh phúc của mọi người. Chưa biết mình thấy hạnh phúc này luôn mọi người, hạnh phúc quá. Bạn nào thấy baby Phong cần dễ thương đáng yêu đừng quên comment video xong biết và like cho xem một cái nha. Đó chờ sao là xong gọi là bấm gọi là like quá trời luôn á. Quá dễ thương luôn. Ôi dọn dẹp luôn hả. Ủa sao cái nhà bay đâu rồi. Ôi biết xây luôn. Ôi dễ thương quá à. Ôi kiểu này là trời ơi đúng là cũng chịu là trời ban cổ quý mọi người ơi. Trời ơi quá xịn sò luôn. Nhưng mà bây giờ mình hình như là nhà mình hết gọi là hết đuốc đồ rồi. Bây giờ mình phải đi đào. Ôi trời ơi tự xây đồ luôn. Trời ơi. Trời xây trong nhà luôn. Em biết chơi bóng rổ không vậy? Biết luôn. Trời đất ơi. Trời ơi giỏi. Cái gì vậy? Trời ơi xuống đây nè. Trời ơi bóng rổ mình phải có bóng rổ chơi. Bây giờ nhà mình đã hết đuốc rồi mọi người. Bây giờ mình phải đi mai để mình đi tìm mà chị ta. Đi tìm thang. Bây giờ em muốn đi tìm thang với chị không? Ôi trời đất ơi. Đúng rồi con nhà giỏi có khác. Ok đi liệt. Đó đi cho chị nè. Đó. Trời đất ơi dễ thương quá. Bây giờ em có. Bây giờ chị sẽ cưỡi thần thú nè. Không được em này không có thần thú thôi đi bộ được. Thôi em đi bộ với chị nha. Đi nha. Đây. À mà quên Phong cận mà trời mọi người ơi quên cái này là baby Phong cận nhưng Phong cận cũng là Phong cận mọi người ơi. Phong cận cũng baby cũng dùng voi luôn mọi người ơi. Ơ dễ thương quá à. Trời ok đi thôi em ơi. Đâu rồi ok let's go. Ôi dễ thương quá nè. Xong mọi người ơi mình đã tìm được gọi là bốn cái thang rồi. Cái này chắc là đủ rồi đúng không? Trời đất ơi phải để dư còn lại để lần sau mình gọi khai thác mọi người ạ. Đó trời đất ơi em đợi lâu không? Ôi trời cắm đuốc quá trời nè. Trời ơi đợi mày đâu bây giờ về nhà nha. Ủa gì vậy không muốn về nhà sao vậy hả? Em muốn chị Đào ở đây hả? Ở đây có gì vậy? À, hình như em này muốn mình đào đây mọi người ơi. Bây giờ mình đào thử nha. Không biết là gì ta. Em sẽ tìm được gì đây nha. Trời ơi hỏng quá. What từ quay từ mọi người xem đó. Trời đất ơi kim cương. Quay trời đất ơi mọi người ơi em bé Phong cần phát hiện ra kim cương chỉ trong gọi là một phút. Ôi trời ơi thiên tài là đây chứ đâu. Trời ơi em giỏi quá à.
Trời ơi, bé mà thông minh này luôn á. Kiểu này phải qua, gọi là qua khen con Simi được. Đó, trời trời, bây giờ phải lấy về. Đó, ui, nhiều quá trời nè. Trời ơi, nhiều quá trời luôn. Ôi trời ơi, trời ơi, quá trời luôn. Ui, quá trời quá đất luôn. Ôi, em giỏi quá, cảm ơn em nha. Trời đất ơi, giờ bây giờ phải qua khe Simi mới được. Biết Simi bên này có không ta? Chắc có, em đi với chị nha. Đấy. Trời ơi, mọi người ơi, Phong Cận. Em bé Phong Cận không những ngoan, hiền, mà là một người cực kỳ thông minh luôn. Trời ơi, không ngờ luôn á, Phong Cận hồi bé đây luôn à. Tôi không tin luôn á, hồi bé Phong vừa thông minh, vừa ngoan, vừa hiền, mà tại sao Phong lớn lên mà đã nhát mà còn không biết làm gì vậy. Trời ơi, đất ơi, nhưng mà không sao, Phong Cận baby đã có trước mặt mọi người ơi. Chứ bây giờ mình không cần Phong Cận lớn, mọi người ơi, mình không cần nữa đâu. Bây giờ phải qua khoe Simi mới được. Simi chắc chắn sẽ rất bất ngờ mọi người ơi. Simi ơi, có tin quan trọng, tin vui. Gì dạ? What the heck? Tết đẹp. Ủa, chị có con khi nào vậy? What the heck? Cái gì vậy? Trời. Ủa, từ, nhìn những Phong Cận ơi. À, không phải đâu, trời, đừng có hiểu lầm nha. Trời, đừng hiểu lầm nha. Ủa, cái gì vậy? Ủa, gì mà nhận con nuôi gì nhanh dữ vậy mà giống Phong Cận nữa? Trời đất ơi, gì mà con nuôi Phong Cận, trời đất ơi, nghe chị giải thích này Sim ơi, nó rất vui được. Đây là Phong Cận á Sim. Gì mà Phong Cận mà lại nó xạo tôi nữa. Bây giờ em nhìn cái tên đi, Phong Cận TV kìa. Nhìn như cái tên đi thấy ngoan chưa, trời ơi, thấy chào lia lia chưa, thì em nó ngoan chưa. Dễ thương quá à. Ủa mà sao, ủa dạ, được rồi em ơi, coi chừng mẹo cổ con ơi mới nhỏ em ơi em ơi mình tới bên trời ơi nó gặp mẹ cho sữa này lai cho sữa trời cho đất sữa. Ơi đó vui liền chị mời thấy không mà đâu ra vậy chị cậu à không sao nói chung là nhỏ ăn nhiều uống nhiều nó mới lớn được đấy. Uống nhanh thì giờ biết sao không chị không ngờ luôn Sim biết sao lúc mà chị tâm sự với em chị ước Phong Cận biến thành baby tự nhiên chị về nhà thấy ông Phong Cận biến thành baby luôn không tin được đúng là Phong Cận thiệt. Ăn cái quả hamburger to ở cái người nó luôn á. Nhưng mà đặc biệt Phong Cận này đặc biệt hơn Phong Cận kia. Phong Cận baby cực kỳ gọi là một người rất là tuyệt vời luôn Sim. Biết sao không? Nè, thứ nhất rất là ngoan, thứ hai rất là hiền, thứ ba là một thiên tài đó Sim. Nhìn bình thường vậy thôi là một thiên tài á. Nhìn hơi ngu ngơ đâu, không mặc quần đúng không? Ok, chắc là thiên tài. Tôi hỏi thử nhóc ơi, có biết một cộng một bằng mấy không? Biết là bằng mấy nè. Ôi giỏi nha. Và xin biết sao không? Đặc biệt nha, bây giờ em chỉ cần đưa gọi là baby Phong Cận một cái rút cuốc hay một cái rìu hay là một cái khoang nha, baby Phong Cận sẽ tìm ra nơi có kim cương đó. Hay rồi, test thử coi để xíu để xíu cái gì có nhỏ. gì có xin mới chỉ có rồi. Ok thử cái ống nhỏ làm nữa em coi không nha. Baby có sẵn rồi, đây bây giờ chị đặt cái này rồi em ơi. Bây giờ em tìm cho chị một gọi là một khối kim cương đi. Một khối thôi. Đó được luôn. Bà có chẳng lại đây là đứa nhóc thiên tài sao? Thì đó chị còn không nghĩ đây là một đứa nhóc thiên tài luôn á. Đó. Nhìn nè. Đó, nhìn nó đi đào từ nha. Mình cứ đợi chờ thôi. Đó, đợi chờ kết quả thôi. Đó đứng ở mình nhìn thôi. Em ấy sẽ tìm ra. Xin tin không? Chị còn không tin được luôn á. Thay chị em mình trời ơi, nguyên một ngày á trời ơi. Thấy chưa? Ôi đất ơi, cái gì vậy? Thiên tài thật sự chưa? Ôi, vừa dễ thương vừa quan hệ mà còn thông minh nữa. Ai như Phong Cận thì biết sao, chị nhìn baby xong chị không nghĩ đây là Phong Cận luôn á. Tuy đây là Phong Cận baby nhưng mà không ngờ tại sao Phong hồi bé dễ thương mà sao Phong lớn lên sao mà tôi muốn khóc của mọi người ơi, vừa nhát mà chắc còn vừa là lớn lên thay đổi xíu mà. Ủa mà cái này công dụng trong bao nhiêu thời gian nhỉ? Không biết, tự nhiên nhỏ tự nhiên thành baby, nhưng mà chị bây giờ chị muốn Phong Cận thành baby thôi, không biết thành lớn đâu. Đáng ghét. Mà xin lấy dễ thương không? Thôi, dễ thương. Thôi vợ nhóc về nhà chăm sóc đi. Chứ ngồi người ta nhìn người ta tự thiên tài, người ta bắt cóc nữa. Bye bye Sam nha. Trời nhức đầu quá ta. Trời, ủa tại sao mình lại ngủ ngoài đây vậy? Trời đất ơi, baby của tôi đâu rồi? Biến thành baby cho tôi, từ nhiều baby của tôi biến thành to rồi. Phong Cận không biết đâu. Ê Sam, vậy cái quần của tôi đâu? Ủa sao tại sao tôi lại mặc quần? Ủa trời, quần của tôi đâu? Trời, tôi chạy về nhà trước đây. Tôi không biết. Dạ, baby Phong Cận cho tôi, đưa baby Phong Cận cho tôi đây. Tự nhiên hồi nãy
Cái điện giờ tôi tự mở mắt ra, tôi tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang ở ngoài sân mà con không mặc quần nữa. Trời ơi trời, chắc lẽ vậy tôi bị mộng du, tôi cởi quần tôi chạy vòng trong sớm á trời, không đâu được. Mày bị phong cần của tôi. Xin ơi, trời đất ơi, phong cần biến to rồi mọi người ơi, tôi